Thời gian thì tôi lại xin làm cái video thứ hai hướng dẫn về chương trình CAD 3D. Bữa trước thì tôi đã sử dụng cho các bạn cách hướng dẫn các bạn cách sử dụng một số cái lệnh cơ bản. Bữa nay tôi sẽ kết hợp thêm một số lệnh nữa để chúng ta vẽ thêm để cho nó linh hoạt hơn trong 3D. Thì sau khi học bài này xong thì các bạn có thể thiết kế được rất nhiều được các bạn ha. Đây là bài lý thuyết thứ hai. Mai mốt tôi sẽ có một số cái phần bài tập hướng dẫn kèm theo. Nếu bạn nào mà có cái thắc mắc gì muốn hỏi thì các bạn cứ comment mấy dưới ha. Rồi bây giờ đầu tiên thì tôi xin vào bài. Thì đầu tiên chúng ta khởi động chương trình CAD. Ở đây các bạn dùng có thể dùng CAD 2007 hoặc 2015 mới nhất bây giờ cũng vậy ha. Cho tới thời điểm bây giờ thì mới là 2015 này các bạn. Đây tôi dùng CAD 2007 cho nó nhẹ, tại máy của tôi nó cũng hơi đừ chút. Rồi bây giờ các bạn dùng hai chế độ này, chế độ này chế độ 2D, đây chế độ 3D, chúng ta chọn 3D. Rồi sau khi 3D xong này các bạn thấy cái giao diện này thì nó cũng hơi khó nhìn. Tôi sẽ đổi về cái dạng 2 frame, tức là dạng đen đen, màn hình đen đen như các bạn dễ thấy ha. Nhấp vào hình cái này này các bạn này, hình 2 frame đây. Đây là cái lưới có những điểm chấm chấm này, các bạn tắt lưới đi cho nó dễ ha. Rồi, tôi tắt lưới xong này đầu tiên, bây giờ hướng dẫn tôi sẽ bài này thì bài thứ hai tôi sẽ hướng dẫn thêm một số lệnh, đó là lệnh helix. Lệnh thứ hai nữa, lệnh thứ hai của bài này đó là lệnh point, tôi sẽ dùng cái lệnh là divide này để vẽ. Đó lệnh thứ hai. Và tôi trong khối chỉnh sửa modify thì tôi sử dụng cái dạng kết hợp, đó là tôi dùng lệnh thicken. Đây là lệnh thicken, thì là lệnh này tôi xin hướng dẫn nói sơ qua. Lệnh này có chức năng là tạo bề dày. Tạo bề dày cho đối tượng. Thì một số cái thì các bạn có thể hỏi là bề dày thì cần gì với dùng thicken, nhưng mà các bạn nên nhớ một số cái extrude không thể làm việc được. Extrude không thể làm việc được các bạn, mà chúng ta phải kết hợp với lệnh thicken để chúng ta tạo bề dày cho đối tượng. Rồi thì để sử dụng làm sao chút là chúng ta sẽ sử dụng các bạn ha. Còn cái lệnh này, lệnh heli, đường heli là chúng ta sẽ tạo một cái đường giống như dạng hình lò xo các bạn ha. Cái dạng xoắn, hình dạng xoắn ốc lò xo đấy. Còn cái lệnh công dụng của cái lệnh kế tiếp đó là lệnh divide này. Thì cái lệnh này thì các bạn có thể tạo ra, nhưng mà cái bài này thì tôi sẽ dùng cái bậc thang ha. Tôi sẽ dùng bài này sau. Các bạn sẽ dùng tạo cái hình bậc thang, chúng ta sẽ tạo nó cho nó chạy theo đường hình bậc thang chẳng hạn, chạy theo đường đường vang. Rồi bây giờ chúng ta sử dụng, đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái hình cái cánh quạt gió. Thì chúng ta sẽ vỏ C, chúng ta tạo một hình tròn ra. Bán kính chúng ta cho 5 thôi các bạn ha. Rồi gõ Enter, vỏ C nhập bán kính 5, gõ Enter. Tiếp theo gõ Enter tiếp, gọi lại lệnh circle. Chúng ta chọn về tâm, chúng ta cho là bán kính của đường tròn lớn bên ngoài là 30, Enter. Các bạn đã thấy cái hình này. Tiếp theo bây giờ tôi đang, mục đích của tôi là đang tạo hình cánh quạt các bạn ạ ha. Tôi kết hợp mấy cái lệnh này. Lệnh này các bạn đã biết bên 2D rồi ha. Rồi tiếp theo tôi sẽ dùng cái lệnh tiếp, lệnh arc. Đi qua 3 điểm đi ha. Chọn điểm thứ nhất, chọn điểm thứ hai và chọn điểm thứ ba. Rồi Enter, gọi là lệnh arc. Chọn điểm thứ nhất, chọn điểm thứ hai và chọn điểm thứ ba. Rồi, bây giờ tôi đã có hình sơ bộ của hình cánh quạt. Bây giờ tôi sẽ chim cắt hết vùng bên ngoài. Tôi gọi chữ TR, gọi Enter. Kế tiếp tôi sẽ chọn các đối tượng cần cắt ha. Hoặc là bạn nào có thể gọi Enter cũng được, rồi cắt cũng được, Enter. Tiếp theo tôi chọn các đối tượng bị cắt. Rồi, bây giờ tôi đã có hình cánh quạt các bạn. Bây giờ hình cánh quạt này các bạn nên nhớ này, nó sẽ có những cái nét đất này đấy. Nhưng mà tôi muốn gom thành một đối tượng thì tôi sẽ dùng lệnh BEdit. Trước khi B edit tôi sẽ bo góc này cho nó đỡ nhọn góc ha. Cái góc này nó hơi nhọn góc, tôi sẽ dùng lệnh B, lệnh fillet, tôi bo góc này đi. Rồi fillet xong thì tôi gọi chữ R nhập để chọn bán kính ha. Rồi Enter. Thì bán kính thì các bạn nào có thể nhập bán kính trực tiếp tại comment, hoặc các bạn có thể chọn bằng cách như tôi làm này. Đấy, tôi chọn tương ứng thôi ha. Đấy. Rồi cái bây giờ tôi chọn điểm từ đây đến đây xong, tôi chọn lại đối tượng này một lần nữa. Đó, rồi tôi tiếp tục chọn đối tượng thứ hai, lập tức nó sẽ bo góc. Tức là từ khoảng cách từ đây đến đây, lúc này tôi đã định khoảng cách. Áng chừng định nhá, định thôi, dạng áng chừng thôi. Tương tự như vậy tôi gọi Enter, gọi lại cái lệnh fillet. Chọn đối tượng thứ nhất, chọn đối tượng thứ hai, nó sẽ fillet cái bo góc này luôn ha. Rồi. Bây giờ bo góc xong thì nó vẫn chưa nối liền nét. Bây giờ chúng ta sẽ nối liền nét lại bằng cách chúng ta sử dụng lệnh BEdit. BEdit gọi Enter. Chúng ta chọn một đối tượng bất kỳ. Rồi, chúng ta chọn Z ha. Rồi, Z xong chúng ta chọn chữ là John, hoặc các bạn nhấn phím tắt là chữ Z, gọi Enter. Rồi, tiếp theo các bạn quét khối hết tất cả, gom thành một đối tượng luôn.
nó sẽ xuất hiện menu nữa, chúng ta không cần ha, ép kép hủy ly. Như vậy bây giờ chúng ta chọn lại thì các bạn thấy nó đã khép kín thành một đối tượng ha. Đấy, lúc chốc là chúng ta ít chút cái đối tượng này được. Tiếp theo các bạn sẽ vẽ một đường thứ hai, đó là lệnh line. Chúng ta vẽ lệnh line này thì lệnh line này này, chúc nó sẽ kết hợp với đường heli các bạn, kết hợp với đường heli để cho nó tạo ra cái bề dày của cánh quạt. Bây giờ loại line xong, các bạn thấy ở đây này, khi nãy hình tròn nó có đây, điểm từ đây đến đây là một điểm giữa ha. Tôi sẽ chọn điểm giữa của cái này, tôi nhấp mà cho một đoạn dài đại đi ha, rồi gọi enter, rồi bề dài bất kỳ ha, tôi gọi đại đi. Rồi tiếp theo tôi sẽ dùng một đường heli để chúng ta tạo ra hình cánh quạt, tạo ra cái độ nghiêng của cánh quạt. Thì tôi sẽ dùng heli cái hình xoắn ốc ha. Cánh quạt các bạn thấy nó đi lên nó có hình xoắn ốc chút xíu ha, nên tôi dùng đường heli. Thì sau khi dùng chọn heli xong, các bạn thấy ở đây nó sẽ có cái tâm đường tròn góc lại đây. Tôi chọn một điểm này, điểm này làm góc ha. Các bạn thấy này, sau các bạn vẽ xong, các bạn thấy nó sẽ có cái đường này, các bạn sẽ chọn một điểm bất kỳ ở đây, điểm thứ nhất đó là bán kính của đường heli dưới. Tiếp theo chiều cao của bán kính đường trên thì các bạn sẽ chọn tại điểm này luôn cũng được ha. Bán kính mặt trên, bán kính mặt dưới ta chọn là bây giờ nhập cái thứ hai, chọn bán kính mặt trên thì các bạn thấy nó do cái hình hình xoắn ốc này ha, nó hình lò xo đấy. Bây giờ hình lò xo này hiện tại nó có tới 3 vòng, nhưng mà tôi chỉ cần tạo hình cánh quạt, các bạn thấy nó chỉ nghiêng có chút xíu à. Như vậy thì tôi sẽ chọn là 0,5 thôi chẳng hạn thôi, tôi chọn nửa vòng. Bây giờ tôi muốn đổi cái bề nghiêng bề cái số vòng này thì bằng cách tôi gọi chữ T các bạn này ha, gọi chữ T, tôi sẽ tạo lại cái bề xoắn nào đó, gọi chữ T, gọi enter. Thì bây giờ bán nói là lên bao nhiêu các bạn ha, bán kính của nó tôi sẽ chọn là 0,5 thôi, độ xoắn của nó thay vì một vòng thì nó lớn quá, hoặc ba vòng nó lớn quá, mặc định nó là ba vòng. Bây giờ tôi sẽ chọn lại bằng nửa vòng, tôi chọn là 0,5 0,5, gọi enter. Rồi thì các bạn thấy nó sẽ lên là 0,5, nó có nửa vòng thôi. Bây giờ nó là bề cao, bề cao của nó bao nhiêu ha. Bây giờ bề cao thì tôi sẽ lấy một chiều bất kỳ, đó là tôi chỉ khoảng 10 đi ha, 8 đi ha, 8 đi, gọi enter. Rồi các bạn thấy nó có bề cao đây. Bây giờ các bạn thấy này, mặc định như thế này, các bạn thấy khi chúng ta, tôi sẽ dùng cái lệnh swap để tôi swap cái đường line này, cái đường line thẳng này chạy theo cái đường heli này. Bây giờ các bạn thấy này, tin giác là thông thường nó hay bị lỗi các bạn. Các bạn thấy hai cái đường này này nó sẽ bị lỗi. Bây giờ tôi thử các bạn thấy nha, tôi dùng swap. Tôi chọn đối tượng đường line trước, tôi gọi enter. Tiếp theo tôi chọn về đường heli. Các bạn thấy nó không có cái đường line này, nó không chạy theo đường heli các bạn ha, nó bị lỗi. Là nguyên nhân là do nó không có trùng điểm. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái đường, chọn đường heli lại, các bạn nhấp vào đây, các bạn kéo ra đây. Đấy, các bạn nhấp vào đây thôi ha, đường dao này, cái phần dao nó đây. Rồi các bạn thấy đường heli đây. Đấy, heli nó phải trùng điểm với cái này thì các bạn với trùng với cái đường line này thì các bạn với làm được. Tôi chọn lại ha, swap, chọn đường gì đây, line, gọi enter, chọn heli. Nó vẫn bị các bạn đúng không? Vẫn bị thì các bạn sẽ làm như thế nào? Các bạn sẽ làm cách này này. Cái thủ thuật các bạn sẽ rời một chút xíu, tại vì hai cái này nó trùng tâm này, nó không 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 được đâu. Nó ba đối tượng thì nó, tại vì nếu ba đối tượng như thế này thì chúng ta chọn đường heli thì nó sẽ cái đường swap này nó không biết là chạy theo cái hình tròn dưới hay là hình tròn trên. Thì các bạn sẽ tách rời nó ra. Các bạn tách rời này chút xíu ha. Lên cho lên trên chút xíu. Rồi, các bạn chọn lại cái đường heli lại lại đây. Cho nó lên cùng với đường này, tức là nó chỉ chạy theo hai đường thôi ha. Khi chúng ta chọn đường line, chúng ta chọn vào cái đối tượng này thì nó sẽ chạy theo đường heli này, chạy lên, nó chạy vòng vòng lên. Thì có hai đối tượng thì nó sẽ hiểu được. Đấy. Nên nhớ video này tôi làm, tôi nói chuyện hơi nhanh chút để các bạn theo dõi, để giảm bớt dung lượng của cái video xuống ha. Rồi, tiếp theo bây giờ chúng ta làm lại nha. Dùng swap lại, chúng ta chọn swap, chọn đối tượng. Đấy. Rồi, enter. Tiếp theo chúng ta cho nó chạy theo cái đường path này thì chúng ta chọn nó. Thì các bạn thấy nó sẽ chạy theo này. Tôi nhỏ lại các bạn thấy đấy. Vậy bây giờ cái đường line nó sẽ chạy theo đây rồi. Rồi cho mặt top lại các bạn dễ quan sát. Các bạn thấy này, khi mặt top xong các bạn thấy bây giờ chúng ta phải làm sao cho cái đường heli này nó bao trùm lại. Nó bao trùm cái hình cái cánh quạt chúng ta để chúng ta lấy phần dao để chúng ta có được hình cánh quạt. Thì bây giờ chúng ta sẽ xoay xoay cái đường heli này đi. Chúng ta gõ lệnh rotate ha. Rotate. RO, gõ enter. Chọn đối tượng cần xoay, gõ enter. Chọn tâm xoay ha, chọn tâm xoay đây. Chúng ta sẽ xoay như thế này, chúng ta sẽ xoay nó đi một góc ví dụ như là -45 độ đi ha. Rồi gọi enter. Các bạn thấy đấy, thì bây giờ cái đường này nó sẽ bao trùm cái hình cánh quạt chúng ta. Rồi. Bây giờ chúng ta thấy này, cái hình này mặc định cái đường này chúng ta tạo bởi cái đường heli và đường line thì các bạn thấy chúng ta sẽ ít chút không được. Tôi sẽ cho các bạn thấy đây, tôi quay về mặt phẳng 3D lại ha. Mặt phẳng góc lại.
Các bạn thấy này, bây giờ tôi sẽ ví dụ x chốt chắc là không được, rồi tôi sẽ thử các bạn xem. Chọn x chốt, chọn enter. Rồi các bạn gọi chọn xong đúng không? Rồi gọi enter rồi. Các bạn thấy này, nó enter xong nó cũng không có gì hết, nó không cho x chốt cái này. Đấy, như vậy bây giờ muốn tạo bề dày của cái này, tức là chúng ta đang tạo bề dày cánh quạt thì chúng ta không dùng x chốt được rồi. Bây giờ tôi sẽ kết hợp cái lệnh nữa, đó là lệnh thicken. Thicken này sẽ tạo bề dày được của cái đường heli kết hợp với cái đường la lúc nãy này. Chúng ta thicken. Rồi chúng ta chọn enter. Chúng ta chọn đối tượng cần tạo bề dày. Rồi gõ enter. Chúng ta nhập bề dày nó lên, ví dụ chúng ta cho là 5 chẳng hạn các bạn ha. Rồi enter. Các bạn thấy nó sẽ tạo bề dày từ đấy đây là 5. Đấy. Ở đây là tôi đang cho hai frame, bạn thấy được như này. Bây giờ tôi cho về dạng phối cảnh cho bạn thấy đây. Đấy các bạn thấy nó sẽ lên bề dày là 5, từ đấy đây là 5. Rồi, tiếp theo bây giờ tôi sẽ tạo cái bề dày của cái hình cái cánh quạt để tôi sẽ lấy phần, tôi sẽ chút cái hình cánh quạt lên. Đấy, bằng cách nào? Tôi quay về hai frame. Tôi dùng lại chút. Riêng cái hình cánh quạt này thì các bạn sẽ kết được hợp được này. Tại vì lúc nãy chúng ta tạo cái đường line với đường heli thì nó không thể chút được, nhưng mà cái hình cánh quạt này chúng ta sẽ chút được các bạn này. Đó, chúng ta chọn nó. Gọi enter. Đấy, thì chúng ta lên bao nhiêu, chiều cao lên bao nhiêu thì chúng ta có thể lên bất kỳ đi ha. Tại vì chúng ta cũng chẳng quan tâm, chúc nó là chỉ lấy phần dao thôi, cho nên chúng ta cho lên bất kỳ. Nhấp enter. Nhấp xong rồi, nhấp chuột cái thì nó sẽ có bề dày này. Bây giờ chúng ta quay về phối cảnh. Đấy, quay phối cảnh thì các bạn thấy cái hai cái hình này nó sẽ giao, có một điểm giao ha. Chúng ta sẽ nhấn phím shift cộng với chuột giữa, chúng ta xoay cho các bạn thấy này, tôi xoay cho các bạn thấy này. Đấy. Các bạn thấy này, hai hình này nó bởi có phần giao ở đây này. Ha. Đấy, còn phần dư của hình này ở dưới thấy chưa? Rồi. Bây giờ tôi sẽ lấy phần ra bằng cách tôi dùng cái lệnh, đó là lệnh intersect. Intersect lấy phần ra, tôi để tôi có cái hình cánh quạt, tôi chọn intersect. Chọn đối tượng thứ nhất, hai đối tượng này chọn cái nào trước cũng được. Đấy. Rồi, chọn đối tượng thứ hai. Rồi bắt đầu gõ enter thì các bạn thấy nó sẽ có phần ra ở đây. Chúng ta đã có hình cánh quạt. Bây giờ chúng ta muốn bo cho cánh quạt nó đẹp đi các bạn ha, bo cái góc này cho nó đẹp này. Chúng ta sẽ dùng lệnh fillet, gọi enter. Giờ chúng ta chọn đối tượng cần fillet. Rồi chúng ta nhập bán kính vào, ví dụ ta ra nãy là chiều dài là 5 à, rồi đúng không, thì chúng ta cho 2 chẳng hạn à, gọi enter. Chúng ta chọn đối tượng, chọn các đối tượng à, chọn các đối tượng bị bo, chúc nó sẽ fillet tròn, nó bo góc. Rồi đấy, đây này, nãy có góc đây này, chúng ta fillet đúng không. Đấy. Rồi. Cái điểm này chúng ta không bo thì thôi ha. Chúng ta để có thể để nguyên tại vì nó nằm sát với cái trục quay rồi. Rồi enter. Đấy thì các bạn thấy nó sẽ bo một góc, chúng ta là 2. Tương tự như vậy các bạn có thể bo góc dưới ha. Tôi bo góc thôi. Rồi tựa rồi, như vậy là chúng ta đã có hình cánh quạt. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn ở đi các bạn ha. Để chúng ta cho cái trục. Thì chúng ta sẽ quay về mặt gì đây? Mặt top. Rồi, cho về dạng 2 frame. Rồi các bạn sẽ vẽ hình cánh quạt ra bằng cách hình khối trụ ra, hình tròn ra. Hoặc là chúng ta dùng cái hình seco đi ha. Rồi. Đây. Chúng ta nhấp vào đây. Chúng ta vẽ. Rồi. Các bạn đã có hình tròn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay về dạng 3D lại ha. Rồi chúng ta sẽ x chốt cái này lên. Tôi sẽ dùng lệnh x chốt. Rồi gõ enter. Chúng ta x chốt lên, ví dụ cho đại đây đi ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho phối cảnh cho bạn dễ nhìn. Đấy các bạn thấy đây, có hình cánh quạt. Giờ nhấn phím shift, nhấn giữ chuột giữa, xoay cho bạn thấy luôn ha. Đấy, cánh quạt chúng ta nó đã cắm vào trụ rồi. Chúc là chúng ta nó dư bên trong không cần, tại vì nó là phần bên trong mà đâu ai thấy đâu. Thì chúng ta có thể kết hợp cái lệnh đó là gom thành một khối trụ đi ha. Reunion kết nối lại ha. Rồi, bây giờ cánh quạt chúng ta mới có một cánh, các bạn chúng ta muốn xoay thành nhiều cánh thì sao? Thì chúng ta sẽ làm như thế nào các bạn nhìn này. Bây giờ tôi sẽ kết hợp với cái lệnh, đó là tôi sẽ dùng lệnh array. Array đây các bạn, tôi sẽ xoay cánh quạt ha. Chúng ta có tới 3 cánh quạt đúng không? Xoay theo mảng tròn, đối tượng chúng ta là 3 đối tượng. Select object, chọn đối tượng cần xoay, gọi enter. Pick center, chúng ta sẽ chọn xoay theo hình tròn. Tôi sẽ chọn đây. Rồi, chúng ta xoay một góc 360 độ ha. 3 đối tượng. Rồi chúng ta chọn review. Đấy. Chúng ta thấy được rồi, bấm accept để đồng ý, còn nếu muốn chỉnh sửa chọn modify. Đừng để tôi đồng ý luôn ha. Rồi như vậy chúng ta đã có hình cái cánh quạt. Nhưng mà cánh quạt thì cái trụ dưới này các bạn thấy nó có cái hình tròn đúng không? Thì chúng ta sẽ vẽ một cách nào, chúng ta sẽ dùng cái khối shape này các bạn ha. Đấy, đồng lệnh shape đây. Rồi, chúng ta chọn vào tâm. Đấy, chúng ta có thể vẽ nó ra đây. Rồi. Rồi chúng ta đã có cái khối trụ dưới rồi đấy.
Rồi, bây giờ chúng ta muốn gom tất cả thành một lại ha, thì chúng ta dịch lệnh là union. Đó. Rồi, chúng ta chọn đối tượng thứ nhất, chọn đối tượng thứ hai, chọn đối tượng thứ ba, chọn đối tượng thứ tư, gọi enter. À còn cái hình shape dưới nữa. Rồi, nó trở thành một khối. Lúc này nó sẽ tạo thành một khối các bạn ha. Các bạn có thể render để xem. Nào bấm vào hình game trà đây các bạn này. Render. Rồi đó là tôi đã chỉ các bạn ba lệnh mới, đó là lệnh thứ nhất lệnh heli. Đấy. Lệnh thứ hai là lệnh thích tạo bề dày. Các bạn thấy hai cái lệnh đó chúng ta để kết hợp với vẽ được hình này. Thực ra nó có hai lệnh. Đó chúng ta đã có hình cái cánh quạt. Rồi. Bạn nào mà muốn nữa thì chúng ta có thể tạo vật liệu bằng cách chúng ta vào đây này. View này. Các bạn chọn render, chọn đây. Các bạn ôi tôi xin lỗi. Render. Đây. Đấy các bạn vào đây ha. Giờ các bạn lấy vật liệu vào, ví dụ như tôi select, tôi lấy một vật liệu bên ngoài đi ha. Select. Tôi chọn vật liệu. Hình như trong máy của tôi nó không có hình các bạn ạ. Nếu mà có hình thì các bạn lấy vào thôi. Không có gì cả. Tôi tìm ổ C thôi. Windows, tôi nhớ trong đây Windows nó có cái mấy cái hình mặc định. Web. Đây. Đây ví dụ như hình này, hình nào đây. Các bạn chọn bất kỳ ha. Rồi bấm OK, Open, mở hình ra. Rồi. Chúng ta đấy, có vật liệu đây này các bạn này. Chúng ta cầm, chúng ta thả vào đây. Rồi chúng ta tắt đi ha. Chúng ta render lại. Đấy, như vậy là chúng ta có thể ép vật liệu rồi, các bạn có thể tự ngồi làm ha. Tự ngồi chỉnh sửa cho các vật liệu nó xa gần thì tùy các bạn. Đây tôi để vậy nên nó nhỏ vậy á. Đợi máy đang render, máy của tôi nó đừ lắm. Rồi, đó là cái bài hình cánh quạt. Tôi xin tiếp theo. Đó là chúng ta đã vẽ được rồi ha. Bây giờ tôi sẽ vẽ hình thứ hai, đó là tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cầu thang. Thì cái này cũng là một vấn đề nan giải đây, để các một số bạn vẽ thì hơi khó. Bây giờ tôi sẽ vẽ hình cầu thang bằng cách nào. Đấy, tôi cũng sẽ lợi dụng lại các cái đường này, các bạn chú ý nha. Bây giờ tôi vẽ cầu thang bằng cách, trước tiên tôi vẽ bậc thang đi. Thì tôi đã hướng dẫn bởi trước các bạn lệnh bóc rồi ha. Lệnh bóc vẽ hình bậc thang, tôi vẽ đại cái đi, chọn lệnh bóc. Vẽ hình bậc thang này đi. Rồi chiều cao bao nhiêu tùy ha, tôi nhấp đại cái luôn. Rồi tiếp theo tôi dùng lệnh cylinder, tôi vẽ cái tay cầm của cầu thang lên. Đấy, bán kính. Đấy. Rồi chiều cao của cái này tôi cho lên như thế này đi. Rồi. Rồi các bạn ha. Rồi sau khi tôi có rồi cái hình này rồi. Đấy, bây giờ tôi sẽ vẽ cái hình tròn nó đi ha. Tôi quay về mặt top. Tôi vẽ hình tròn. Thì bây giờ tôi gọi lệnh cho đoạn 2 frame bạn dễ nhìn ha. Tôi sẽ vẽ hình tròn bằng cách nó sẽ tiếp xúc chút nữa cái hình này của chúng ta vẽ cầu thang xoắn các bạn ha. Chúng ta sẽ gọi chữ là chữ C đi. Rồi gọi enter. Gọi lệnh sẽ có. Chúng ta sẽ tạo một cái hình tròn. Ví dụ nhà cho là 50 đi các bạn ha. Rồi to quá đúng không? Chúng ta vẽ cho nó tiếp xúc cái này. Đấy, chúng ta cho cái cầu thang là tiếp xúc cái hình tròn 50. Rồi enter. Tôi giờ cái hình cái trước khi vẽ này tôi giờ cái cánh quạt ra trước các bạn ha, cho nó đỡ bị rắc rối chỗ này. Tôi giờ cánh quạt này ra xa chút xíu. Đấy, chọn gọi M, gọi enter. Chọn hình cánh quạt, move ra xa ra. Để cho mình làm việc với cái này cho nó dễ. Rồi, gõ lệnh seco lại, gọi chữ C, gọi enter. Chọn tâm, nhập vào 50. Đấy, tôi là chơi về cầu thang xoắn ốc ha. Rồi, enter. Rồi, vẽ lại lần nữa. Rồi,
Đấy, cầu thang của tôi bây giờ nó đã tiếp xúc được với cái hình tròn rồi ha. Rồi tôi quay lại khối 3D lại cho bạn thấy. Rồi đấy, chúng ta đã cho hình này rồi. Bây giờ các bạn nên nhớ này, cái cầu thang này tôi sẽ dùng một cái lệnh tạo bóc, tạo cái khối á, thực là giống như rút nhóm lại để chút nữa tôi sẽ cho cái cầu thang này chạy theo cái đường heli. Rồi bằng cách nào? Bằng cách này. Đầu tiên tôi gọi chữ B, tôi tạo bóc trước ha, gọi chữ B, gọi enter, thì nó tên bóc, mà tên bóc của tôi gọi là B1 đi, tức là bóc 1 đấy. Rồi tôi sẽ chọn là select object, tôi chọn đối tượng cần tạo bóc lại hai đối tượng ha, rồi gọi enter. Tôi chọn cái hình này với hình này rồi đúng không? Tiếp theo tôi chọn là pick point, tức là cái tâm tâm xoay chút, nó sẽ xoay theo cái nó sẽ xoay theo cái tâm của hình hình tròn này ha. Đây, center. Rồi tiếp theo, ok. Như vậy thì tôi đã thứ nhất là tôi chọn là select object, đặt tên này, rồi chọn đối tượng này, chọn tâm này, rồi bấm ok. Tôi đã có cái rồi đúng không? Tiếp theo các bạn, bây giờ tôi sẽ vẽ một cái hình heli. Đấy. Tôi chọn tâm đây, tôi chọn bán kính của nó, nhấp vào đây cái bán kính trên, bán kính dưới cho bằng nhau luôn. Đấy. Rồi số vòng thì tôi sẽ nhập chữ T, tôi sẽ cho nó xoay một vòng này các bạn ha, một vòng. Rồi gọi enter thì nó hỏi là nhập chiều cao của cái đường này là bao nhiêu. Đấy. Các bạn có thể ấn F8 để các bạn lên chiều cao cho nó dễ. Thì ví dụ tôi cho chiều cao nó là 300 đi chẳng hạn, hoặc là tôi cho nó 200 đi. Rồi enter. Đấy, tôi đã có được rồi các bạn này. Bây giờ tôi sẽ cho cái hình, cái bậc thang này chạy theo cái hình này để dẫn ra cái cầu thang xoắn ha. Bằng cách tôi sẽ dùng một cái lệnh thứ hai, lệnh thứ ba, lúc nãy tôi đã hướng dẫn các bạn rồi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn lại thêm một cái lệnh nữa, đó là divide này, để tôi cho nó chạy theo. Tôi chọn divide. Rồi sau đó tôi chọn đối tượng sẽ chạy theo, nó là đường dẫn ha. Rồi sau đó tôi gõ chữ B, nó gọi là bóc này. Tức là tôi cái segment hoặc là cái bóc, tôi đã tạo bóc rồi, tôi gọi chữ B, gọi enter. Rồi nó nói là bóc xong thì tôi nói cái tên bóc ha. Này bóc nem này, bóc nem thì tôi gọi là bóc của tôi lúc nãy là gì các bạn, là B1, gọi enter. Rồi Z tôi sẽ tạo. Rồi số segment, tức là nó sẽ chạy từ đây lên đây là bao nhiêu cái bậc thang, tôi sẽ cho là 10 bậc thang, enter. Thì các bạn thấy đấy, nó sẽ chạy theo này. Này các bạn nhìn thế này nó hơi lạ đúng không? Tôi cho về phối cảnh các bạn thấy. Đấy, bậc thang của tôi nó sẽ chạy theo này. Tại vì cái bậc thang của tôi nó nằm thế này do góc nhìn nó, các bạn nhìn các góc nhìn này. Đấy, góc nhìn thứ nhất, góc nhìn thứ hai, thấy chưa? Góc nhìn thứ ba này. Đấy, các bạn thấy này, cái ở góc nhìn thì các bạn dễ quan sát hơn đúng không? Này sẽ chạy từ đây đến đây đến đây đến đây, đến đây. Nó chạy xoắn theo các bạn ha, xoắn theo này. Đấy, 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 đấy. Đấy. Các bạn có thể đổ xem một góc nhìn ha. Xoay góc nhìn để xem lại. Các bạn tạo bằng giày bằng cách các bạn tăng số bậc thang lên ha. Đây tôi chọn hơi bậc thang hơi thưa. Đấy thì nó sẽ đi ra đường này. Nhưng mà đối với đường tròn tôi cho mặt top, bạn thấy nó sẽ xoay quanh đường tròn thôi ha. Cái hình này là hình dư rồi đúng không? Hình dư này. Rồi, các bạn có thể tăng bậc thang lên lại chẳng hạn. Tôi sẽ undo lại đi ha. Tôi tăng số bậc thang lại cho các bạn thấy nó đẹp hơn. Rồi, tôi vào lại ha. Tôi vào Ground, chọn mục Divide. Rồi, chọn đối tượng, Enter, gọi chữ B. Rồi, số set mà bóc của mình là B1. Rồi, gọi Enter, Z, tạo đừng là chạy thêm bát. Rồi, chúng ta cho là 20 đi chẳng hạn ha. Rồi, Enter. Đấy, các bạn thấy nó chạy lên này, chạy theo đường bát này lên. Ta xem lại ha, xem dạng phối cảnh lại. Đấy, các bạn thấy này, bậc thang đi lên này, ha. Đi từ dưới đất, đi lên, đi lên, đi lên, đi lên, chạy. Chạy lên. Đấy, tùy các bạn ngồi xoay ha. Bạn này có thể là xoay lại chẳng hạn ha. Cho tăng tiếp lên rồi. Nó lại divide là D và I. DIV nhé. DIV gọi enter. Rồi, chọn. Rồi, gọi enter, gọi tên bóc của mình là gọi chữ B. Đấy, rồi. Bóc của mình là B1, gọi enter. Rồi, Z luôn. Rồi, số segment chúng ta cho là 25 thì các bạn gọi enter. Đấy các bạn thấy nó sẽ dài hơn, mật độ của nó dài hơn. Đấy các bạn thấy nó đi lên, đi lên lên. Đó là cầu thang xoắn đúng không? Thì tương tự cầu thang xoắn thì các bạn có thể là tạo bằng cầu thang đường thẳng chẳng hạn.